Nếu lỡ ngày mai vẫn ế chồng, thơ thề ở giá, mặc đầm bông, đem về xuống phố quẩy bung nóc, sống trọn thanh xuân hỏng lấy chồng. Bin, bin, bin. Bin. Bin rồi. Bin. 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 Nói tới là muốn chào máu nè. Nếu mà anh muốn vui vẻ, từ đây sao anh vui vẻ với em đi. Ừ. Một mình em sẽ chịu cái đơn đau này. Bé. Ê, tụi nó mẹ đứng lại đó. Cái gì? Bước xuống xe. Bước xuống xe. Cứ đi đi, đừng bao giờ kêu tôi là mẹ nè. Tao mới là mẹ đó. Đi đâu? Phụ độ cho con, năm mới mà vợ chồng con cũng quýnh lộn á, cho con thắng ổng. Tôi chỉ muốn nấu giúp em ăn thôi à. Em nè chị Mai. Như cũ nha, 15 ngàn. Một mới. Nhìn cho kỹ vô. Phải thằng Hữu không? Nó mới ra tù. Trời ơi, bình thường ăn chợ ăn cướp với nhau là ăn cơm nữa. Bạn chưa ra mà nói tôi ăn cắp. Chưa ơi. Cởi nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con làm gì để làm gì hả Mai? Hả? Con muốn làm để kiếm tiền cho thơ. Mấy người mà ở trên mạng đó, có làm cái gì, có chơi cái gì, có muốn làm cái gì thì làm ơn làm cái nội dung nó văn minh, nó lịch sự. Nhìn thấy hệ lụy chưa? Hệ lụy là tụi nhỏ nè. Xuân đã hết rồi, mùng 8 là mình hết xuân rồi. Thua ai là thua, bình sạp sam tiên lên bầu cua.